Xin chào cô chú anh chị, hiện tại là mình đang làm video ở Melbourne Úc Châu. À, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2024 thì có một cái vụ việc xảy ra như thế này ở Melbourne Bình à, Vào ngày hôm qua là ở một căn nhà bị bốc cháy nha. Mà trong nhà đó có ba đứa nhỏ. Mà trong nhà đó không có người lớn. Lúc mà à, cháy nhỉ? là không có người lớn, chỉ có ba đứa nhỏ. Ở trong đó thôi, mà toàn đứa nhóc nhóc thôi mà Và sau đó, đó là đội cứu hộ họ cứu mấy em bé ra Nhưng mà không biết lúc đó là cha mẹ nó ở đâu Lúc mà phát hiện ra ba đứa này ở trong nhà Là lúc đó tụi nó bất tỉnh cô chú anh chị Mà cảnh sát họ cũng có nói là cái này quá sớm Để mà kết luận là cái này là do cái gì là Cố tình hay là vô ý, và quá sớm nó kết luận Thì bây giờ phải chờ là coi người mẹ trả lời như thế nào và không biết là à, tại sao mấy đứa nhỏ là ở nhà một mình nha thì để, để mình đọc tin này cho cô chú anh chị nghe không người mẹ của ba đứa con ba đứa con nhỏ thì ba đứa con này là đang giành giật sự sống ở trong bệnh viện sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của họ ở Sydney nhà Sydney là ở về phương phía, phía tây đó à, vẫn chưa được cảnh sát chính thức thẩm phán vì bà quá đau khổ nha khi thấy ba đứa con bị vậy thì rất là đau lòng ha, giống như là không biết là như thế nào bây giờ là uh, không có dám điều tra bả chưa có điều tra bả được. Thì có khoảng 30 lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến uh, đường Fergus uh, Court ở phía tây bắc của Melbourne. Và sau khi ngọn lửa bùng phát ở phía sau nhà họ khoảng 3, 9 giờ 30 tối chủ nhật. Các thám tử của đội điều tra đốt phá thì đang chỉ đạo cuộc điều tra và cố gắng tìm hiểu xem vụ việc bắt đầu như thế nào và liệu những đứa trẻ là một bé gái một tuổi một bé trai ba tuổi và một bé gái mới có 5 tuổi thôi trời ơi, nhỏ xíu rồi cô chú anh chị 5 tuổi rất là nhỏ luôn á năm tuổi là lớn nhất đó dạ rồi còn một đứa một tuổi nữa dạ có nó là tụi nó là bị bỏ ở nhà một mình hay không coi là những đứa trẻ này là có bị bỏ ở nhà một mình hay không Cảnh sát thì không thể hỏi cái người mẹ 25 tuổi này là lúc đó cổ đang ở đâu trong khi mà đám cháy bắt đầu Tại vì cổ đang đang trong tình trạng rất là đau khổ nhờ ở úc đây thì nó họ rất là nhân đạo ha. khi mà thấy người ta đang đau khổ họ không có điều tra ok họ không có đè ra mà điều tra điều tra cho bằng được không phải vậy họ cho thời gian từ 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 tính tiếp tại bây giờ đang mất bình tĩnh nha thì đây là đài seven news xong mình đọc tin của đài seven news seven news thì cũng hiểu là cô đang hợp tác với chính quyền và ưu tiên của cô là ở bên giường bệnh cho cùng với các con tuyệt vọng chờ đợi tình trạng của chúng cải thiện người ta tin là những đứa trẻ đã một mình đã ở trong nhà có một mình thôi khi mà căn nhà đó cháy ba chục phút trước khi lính cứu quả có thể kéo chúng đến nơi an toàn lính cứu quả vô cứu nhà cô chú anh chị lính cứu quả vô cứu mấy đứa nhỏ nhà. À, những người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của họ và báo động một tiếng nổ lớn lan ra khắp vùng ngoại ô cùng với ngọn lửa bùng phát cái nói chung là cái ngọn lửa này lớn lắm mới có nhiều người nói là thấy nó ở giống như thấy nó bừng lên là là vượt qua khỏi ngôi nhà luôn đó, là lớn lắm đó cô chú anh chị họ nói là giống như một vụ nổ lúc đầu thì chúng tôi nghĩ đó là cái tiếng tiếng của hàng nóng ok tiếng của đó đó dạ, à, nên chúng tôi hơi sợ rồi chúng tôi nhìn ra cửa sổ và thấy ngọn lửa bốc khói à, ngọn lửa và khói thì bốc ra từ phía sau nhà của họ. Một nhân chứng cho biết, con trai mới biết đi của uh, Jade uh, Patelis là Kailis uh, là một trong ba đứa trẻ được đưa đến bệnh viện uh, nhi đồng hoàng gia là Royal Children đó trong tình trạng nguy kịch cùng với hai người anh em cùng cha khác mẹ. Có nghĩa là mấy đứa này là không phải là cùng cha cùng mẹ ha, nó là cùng cha khác mẹ. Uh, là Isabel thì 5 tuổi thì bị ngợp khói nặng nhất yeah. nó 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 bị ngợp khói đó Patelis là ba của đứa nhỏ là 27 tuổi thì nói cho cái nhà báo biết là những đứa trẻ này là những trẻ rất là vui nó là happy happy children yeah. lúc nào nó cũng nũng vui cũng cười á yeah. uh, nhưng mà bây giờ thì chắc là tụi nó đang sợ dữ lắm và tôi hy vọng là nó nó cảm nó không có cảm giác nó không có không có nhớ chuyện này dạ thành thật mà nói đó là người cha người ta phát biểu vậy không và chuyện đó thật sự là không nên xảy ra cái chuyện mà cháy không nên xảy ra mà không biết tại sao cháy nhỉ? thì giờ đang điều tra coi là tại sao cháy đó những đứa trẻ và mẹ của chúng thì vừa mới chuyển đến ngôi nhà này ngôi nhà là ngôi nhà mướn nha cô chú anh chị các nhà điều tra thì cho biết là có thể là phải mất thêm một hoặc hai ngày nữa thì mới tìm ra nguyên nhân vụ cháy nhưng mà hiện đang coi đây là cái vụ tai nạn thương tâm thì nó thật sự là quá sớm để mà kết luận đây là vụ cháy là vụ cháy gì nó liên quan tới cái gì dạ thì nếu mà mình có cái tin tức khi mà người ta đưa tin tức mà điều tra được rồi tại sao bà mẹ lại lại giống như là không có mặt ở đó dạ mà trong cái đó ba đứa trẻ thì đang ở trong nhà trong vòng 30 phút mà um, giống như là người ta phát hiện ra chứ không phải là mấy đứa mấy người cha người mẹ phát hiện ra thì lúc đó là à, khi mà có tin tức đó thì mình sẽ nói cho cô chú anh chị nghe ở úc ha khi mà cô chú anh chị đẻ con ra đó thì cô chú anh chị phải là 24 trên 24 với đứa con dạ hoặc là có cái người nào đó chịu trách nhiệm cho đứa con dạ thí dụ như mình là mẹ đi mà mình uh, mình không canh được nó thì mình sẽ giao cho 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 chồng dạ cho chồng mình coi mà thí dụ như hai chồng đi làm luôn đó, thì phải gửi nhà trẻ ok gửi nhà trẻ thì nhà trẻ có nhiệm vụ chăm sóc cho con của tụi mình dạ uh, có nhiệm vụ coi là giống như là chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của đứa nhỏ Nhà. Còn thí dụ như vậy, nếu mà cô chú anh chị gửi một người nào đó hoặc là kệ nó đi, bỏ bỏ như là cả nó 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 ở trong nhà nó ok mà tụi mình đi ra ngoài chơi như vậy thí dụ vậy, thí dụ mà bỏ nó ở nhà như vậy đó mà lỡ nó có chuyện gì một cái là cha mẹ là người chịu trách nhiệm. Ok. Tại vì đó là con 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 của tụi mình, tụi mình có trách nhiệm là nó bị cái gì là tụi mình là người đứng ra lãnh hết đã con mình bị cái gì á mình đã đau lòng rồi vậy mà nó có bất cứ chuyện gì là tụi mình đứng ra trên mặt pháp lý là phải phải đứng chịu hết đó là người cha người mẹ đứng chịu hết đó là như vậy đó là lý do là người ta canh con là canh 24 trên 24 giống như là tụi nó phải được giám sát gọi là 24 trên 24 chứ không phải mà bỏ lơ lơ vậy rồi đi mua đồ thí dụ như mình cần mới đi siêu thị đi mình không có nào bỏ con mình ở nhà được mình phải dắt tụi nó đi luôn ok à, nếu mà bỏ nhà thì ít ra cũng có cái người nào người ta có khả năng gọi là chăm mấy đứa nhỏ nhà giống như thay tả rồi à, cho nó uống nước hoặc là như cho nó ăn nhỉ thì ít ra cũng phải biết những cái đó và có khả năng gọi điện thoại cấp cứu gọi ba số không giống như thí dụ như giao cho bà ngoại đi Dạ. giáo với bà ngoại bà nội thì những người đó là những người gia đình của mình thì mình có thể tin được nhưng mà có bất cứ chuyện gì thì cha mẹ cũng là phải là người đứng ra Ok um, đó phải là được người đứng ra coi là tại sao lúc đó cha mẹ đang ở đâu giống vậy ở Úc đây Thí dụ như mình có một đứa con à, 6 tuổi đi nha dạ. rồi một đứa con một tuổi thì không thể nào mà mình mình nói đứa con 6 tuổi nó lo cho đứa một tuổi được Dạ thì khi mà có đứa con một tuổi là có phải có mẹ kế bên đã có mẹ hoặc ba kế bên để mà chăm sóc cho tụi nó chứ không thể nào nói à tôi có đứa con 6 tuổi thì nó có thể tự lo cho đứa con một tuổi của mình được dạ không không có chuyện đó và thí dụ như à, có đứa có đứa nó 18 tuổi đi dạ. thí dụ 10 18 tuổi thì nó tự lo cho bản thân nó thôi nhưng mà kêu có đứa 18 tuổi nó lo cho em nó Uh, cái này nó cũng hơi khó đó dạ. cũng cũng không không phải là 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 chuyện đơn giản đâu cái nó là là không được có như kiểu như là đứa lớn là cho đứa nhỏ giờ dạ, không có cái nào mà khi mà cha mẹ sanh ra là cha mẹ có trách nhiệm với nó Dạ, chứ không phải là mình mình có thể để cho đứa lớn nuôi đứa nhỏ được mà đặc biệt cái này đứa 5 tuổi đứa 3 tuổi đứa một tuổi Rồi đứa nào lo cho đứa nào bởi tết bùng một phát một cái rồi ai là người lo nhưng mà rất là may ha là là cứu sống được á chính là một phần nữa khi mà đứa nhỏ nó nhỏ cỡ như là dưới 6 tháng á mình có khói 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 thuốc nè hoặc là cái khói khói mà đốt đồ á nó nó vô phổi của nó nha là nó rất là dễ ngẫm nhà nó mất rất là dễ mất con luôn á nhưng mà đằng này rất là may mắn là vẫn còn cứu sống được nó nhưng mà thật sự đang nguy kịch đó cô chú anh chị đây là có một đứa là bị ngợp khói và dạ, cái này là rất là nguy hiểm luôn giống như cái phổi của mình đó. mà cái khí khí co2 nó tràn vô vậy đó. thì cái này là rất là nguy hiểm tại cái đó là cái khí độc mà mà mấy đứa nhỏ nó hít vô á trời ơi, là cả một vấn đề luôn á và dạ, có nghĩa là nó rất nguy hiểm tính mạng của nó và dạ nói chi là cái này là là uh, cái này là cháy nhà mà chứ đâu phải giỡn đâu mẹ út đây ha họ rất là nhân đạo ha họ biết là bây giờ bà mẹ đang rất là đau khổ tại vì mấy đứa con nằm giường bệnh người ta không có không có nở lòng nào mà người ta kêu ra để phỏng vấn rồi sao giờ bà trả lời coi tại sao bà không có uh, uh, ở chỗ đó mặc dù luật pháp ở đây rất là công tâm nha cô chú anh chị rất là rõ ràng ha uh, nhưng mà Tại vì người ta đang đau khổ phải để cho người ta bình tĩnh lại để người ta lo cho con người ta trước xong rồi tính tiếp. Nhà yeah, chứ không thôi, chứ không thôi mà chứ điều tra người ta giống như người ta cũng đang buồn đó, mà còn điều tra người ta thấy thấy nó ác quá thôi. Dạ yeah, nhưng mà ở Úc đây á thì à, họ họ rất là dễ thương cái chỗ đó đó. Họ sẽ cho ok lo cho con trước đi, bình tĩnh lại rồi phải sẽ quay lại để mà điều tra. nhà yeah. tại vì cái này là lỗi là nói nếu mà lỗi nếu mà thật sự đây là lỗi của ai thì lỗi của cha mẹ nó trước lúc đó cha mẹ nó ở đâu còn nếu mà cha mẹ nó không có còn ở chung nữa thì cái người nào lúc đó có trách nhiệm với mấy đứa con thì phải thì phải trả lời những mấy cái vụ này dạ chứ không nào mà à, thôi kệ đi siêu thị ba đứa tự ở nhà lo nhau đâu không có mấy chuyện đó dạ thì đây út nó lại vậy đó cô chú anh chị À, thì để coi coi à, sắp tới sẽ như thế nào thì mình sẽ kể cho quý anh chị nghe không Bây giờ thì mình kết thúc video ở đây Và xin chào và hẹn gặp lại Bye bye